Thưa quý vị, cuối giờ chiều nay, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Bình Triết và Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Kỳ Minh cùng chủ trì cuộc họp trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố với các ngành địa phương. Trong ngày hôm nay, Đà Nẵng ghi nhận thêm 74 trường hợp mắc mới COVID-19, trong đó có 53 ca trong khu cách ly, 20 ca trong khu vực phong tỏa và 1 ca chưa cách ly. Quận Sơn Trà vẫn là địa phương có nhiều ca mắc nhất với 42 trường hợp. Trong ngày, thì ngành y tế và các địa phương đã lấy hơn 49.000 mẫu xét nghiệm, nâng tổng số mẫu xét nghiệm trong 10 ngày thực hiện chỉ thị 05 lên đến gần 464.000 mẫu, gần gấp đôi khoảng thời gian trước đó. Hiện nay Đà Nẵng đang điều trị trên 1.020 bệnh nhân COVID-19, tập trung nhiều nhất tại Bệnh viện Dã chiến với hơn 700 trường hợp. Sau 10 ngày thực hiện giãn cách, thì các địa phương đã xử lý 259 vụ việc vi phạm phòng chống dịch. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Bình Triết đề nghị ngành y tế chủ trì đánh giá nhận định tổng quát từ khi thực hiện giãn cách cho đến nay để báo cáo ban chỉ đạo, kể cả đề xuất các giải pháp thời gian tới. Các địa phương tiếp tục phát huy vai trò tổ công tác COVID-19 cộng đồng. Tất cả các chi bộ trên địa bàn dân cư phân công nhiệm vụ cho các đồng chí đảng viên trong chi bộ theo mô hình là từng đồng chí phụ trách một cái nhóm khoảng là 10 hộ gia đình và chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở, quản lý, yêu cầu các việc cách ly hộ với hộ, nhóm hộ với nhóm hộ, đặc biệt là trên địa bàn quận Sơn Trà, và chịu trách nhiệm trước chi bộ. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng đề nghị Sở Công Thương phối hợp với quận Sơn Trà có hướng điều chỉnh và phương án phù hợp để đảm bảo cung ứng kịp thời nhu yếu phẩm cho người dân. Các đơn vị địa phương tạo điều kiện đảm bảo việc lưu thông hàng hóa đến cảng Tiên Sa. Các địa phương cũng tăng cường đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.